Kênh nấu ăn Tú Lê miền Tây xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn món tráng miệng vô cùng ngon. Đó chính là món panna cotta, mì mịn vô cùng. Với cách làm này mình có thể áp dụng để bán kinh doanh đều rất là ngon. Mình để được lâu trong tủ lạnh mà không hề bị cứng. Cái độ dẻo mềm núng nín sẽ giữ được rất là lâu. Cách làm này thì cũng rất là đơn giản. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình nha. Đầu tiên ở đây mình sẽ có 400ml vip bim rim. Phần này các bạn có thể thay thế là kem béo rít cũng được nha. Bên đây mình sẽ có thêm 400ml sữa tươi không đường. Mình chuẩn bị là sữa tươi của cô gái Hà Lan. Tiếp theo mình sẽ có ở đây 8g bột gelatin và 50g đường. Bước đầu tiên mình sẽ đi ngâm gelatin, cho vô đây là 70ml nước ấm. Sau đó mình sẽ quậy ra để cho phần gelatin được tan hoàn toàn. Phần gelatin này sẽ giúp cho món ăn của mình được dẻo, mềm, mịn, núng nín và rất là ngon. Nó đã tan như thế này thì bây giờ mình sẽ để sang một bên. Mình sẽ cho tất cả vip bim rim và sữa tươi không đường cho vô đây và cả phần đường nữa. Tùy theo độ ngọt thì các bạn có thể gia giảm theo khẩu vị của mình nha. Nhưng mà mình thấy cái món ăn này á, mình ăn kèm với lại là những cái phần mứt trái cây đó. Cho nên cái độ ngọt mình không cần để cho nó nhiều nha các bạn. Quậy cho tan đường hết đi rồi mình sẽ bắt lên bếp để mà mình nấu luôn. Và phần gelatin mình cũng cho tất cả vô. Quậy cho đều cho tan đường ha. Bây giờ mình đã bắt lên bếp để mà mình nấu nha các bạn. Trong khi nấu thì mình cũng lấy cái gì đó mình quậy ha. Để không thôi thì ở bên dưới nó dễ bị dính đáy nồi á. Khi nấu được một lúc rồi thì các bạn sẽ thấy phần sữa này của mình á, nó sẽ hơi sôi nhẹ thôi nha. Kiểu như là sôi lăn tăn, vừa hơi lăn tăn thôi. Ở bên ngoài thì mình sẽ dễ thấy hơn là nó sẽ bốc khói lên ha. Như vậy là được rồi. Mình cũng không có cần nấu cho nó sôi ùng ục. Thì như vậy á, nó sẽ bị mất ngon đi. Làm món này thì cũng rất là nhanh luôn. Như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị cho vào ly luôn nha. Mình có những cái ly như thế này để làm món panna cotta. Mình sẽ đổ trực tiếp cái phần sữa vô đây luôn nha các bạn. Thì thường mình sẽ làm buổi chiều và mình để qua hôm sau nha, để trong ngăn mát tủ lạnh á. Qua hôm sau thì cái phần panna cotta của mình nó sẽ rất là mềm mịn và núng nín. Ở đây thì mình làm được là 9 ly nha các bạn. Cái ly này cũng hơi to nha, chứ không giống như là trong những cái quán mà mình ăn ly nhỏ nha. Tiếp theo mình có chuẩn bị ở đây là 4 trái chanh dây, 4 trái to nha. Lựa những cái trái mà bên ngoài vỏ nó sẽ hơi héo như thế này thì nó sẽ được thơm hơn, mà cái màu nó cũng đậm hơn nữa đó các bạn. Phần này mình cắt ra làm hai rồi sau đó mình sẽ lấy cái phần thịt bên trong nha. Nếu mà có thời gian á thì mình làm cái phần mứt chanh dây này. Còn không có thì mình có thể chuẩn bị là cái loại mứt người ta làm sẵn nha. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị là hai loại luôn. Nếu mà mình làm bán thì mình nên chuẩn bị mình mua cái chai á. Chút nữa mình chia sẻ đến các bạn nha. Cái chai mứt mà người ta làm sẵn rất là ngon mà cũng không quá mất thời gian của mình, không có mất công làm nữa nha các bạn. Mình sẽ lấy hết phần thịt cho vô nồi nha. Khi lấy hết phần thịt vô nồi rồi, mình sẽ cho vô đây là 100g đường phèn hoặc là đường cát trắng đều được hết nha. Tùy theo khẩu vị các bạn có thể thêm đường hoặc là giảm đường nha. Rồi mình sẽ cho vô đây thêm là một chút xíu muối thôi để dằn lại cái vị ngọt đó các bạn, nó sẽ được đậm đà hơn. Cho vô đây thêm là 150ml nước nữa. Tại vì cái khúc mà mình cho nước vô á, mình xem lại thì đâu mất tiêu rồi, cho nên các bạn thông cảm cho mình nha. Quậy ra cho cái phần đường nó tan đi. Khi mình nấu thì đường nó sẽ tan hết rồi các bạn, cho nên đừng có lo nha. Trong khi nấu thì phần đường nó sẽ tan và chảy ra hết à. Khi cho 150ml nước vô đó, thì cái phần
mứt này của mình nó sẽ được lõn ra và rất là ngon nha các bạn. Nấu sôi tầm khoảng chừng 2 phút với lửa nhỏ thì sau đó mình sẽ tắt bếp nha. Như vậy thì mình cũng đã xong cái phần mứt rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần chanh dây vô nha. Cái ly này thì mình cũng đã để vào tủ lạnh qua một đêm rồi đó các bạn. Bây giờ nó rất là dẻo mịn luôn. Mình chỉ việc cho những cái món mứt mà mình thích lên bên trên nha các bạn. Buổi chiều mình làm thì mình để ngăn mát tủ lạnh nha, chứ không có để ngăn đông nha các bạn. Rồi sau đó sáng ngày hôm sau là mình đã có một cái món rất là ngon để ăn rồi. Mình có chuẩn bị thêm là cái loại mứt của kiwi nè các bạn, sinh tố đó, thì nó cũng giống như mứt thôi. Mình mua cái chai hiệu này nè thì mình sẽ dễ làm hơn và không quá mất thời gian của mình, với lại nó sẽ có rất là nhiều mùi luôn nha. Kiwi nè, phúc bồn tử hoặc là nho, cái mùi gì thì người ta cũng có, để mà mình làm mình bán nó sẽ tiện lợi hơn nha. Đây các bạn coi nè, rất là đẹp luôn ha. Để bây giờ mình sẽ lấy một cái ly và mình múc cho các bạn coi cái độ mềm mịn và núng nính của nó như thế nào. Dù cho các bạn để bao lâu, một tuần đi chăng nữa thì nó cũng không có bị cứng nha. Còn nếu mà mình để cái phần gelatin quá nhiều thì cái món ăn của mình nó sẽ bị cứng và bị dai đi đó các bạn. Nó sẽ không có ngon, không có cái độ mềm mịn núng nín. Cách làm thì không quá cầu kỳ đâu các bạn, vô cùng đơn giản luôn á. Chỉ cần mình đong đo đủ cái lượng gelatin thì món ăn của mình nó sẽ rất là mềm và ngon. Đây các bạn coi mình múc lên nè, vô cùng mềm luôn á các bạn, y như là phần sữa chua mà mình ăn có cái độ mềm gì đó, nhưng mà nó sẽ dẻo hơn nha. Nó dẻo hơn và nó béo hơn và núng nín hơn nữa. Dù cho các bạn có để bao lâu trong tủ lạnh thì cái độ mềm mịn nó vẫn như vậy, không thay đổi nha. Trừ khi là mình để quá nhiều gelatin thì món ăn của mình nó mới bị cứng thôi. Món panna cotta này á, mình sẽ để trong ngăn mát tủ lạnh và bảo quản được rất là lâu, không có bị hư nha. Video của mình thì chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy thích video thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.